Dũng 6 anh em siêu nhân chứ chị. Đó. Lè lưỡi. Thánh bú cỏ siêu nhân đỏ. Huyết khóc rồng siêu nhân hồng. Tới chị, tới chị. Nửa đêm đi tè siêu nhân xanh lè. Trời ơi. Cuộc sống may mắn siêu nhân trắng. Trời ơi hay vậy ta. Ước làm tiểu tam siêu nhân cam. Nhìn nó lùn mà nó điếm. Siêu nhân tiếng. Hai, xin chào mấy chị nha. Hello mấy chị. Hello mấy chị. Rồi, hôm nay là ba chị em tụi tôi là có ba đứa con nhỏ đi vô trường nhà trẻ Băng Băng. Và bây giờ thì tụi tôi sẽ đi vô nhà trẻ để kiếm ba đứa con của tụi tôi. Tại vì tôi có nghe gọi điện thoại gì đó, nghe có những cái vụ lừa đảo là hả, trong nhà trẻ là có nhiều người là lấy thông tin con của tụi tôi để lừa đảo lắm. Giờ tụi tôi là quyết định là vô để làm sáng tỏ sự thật này. Đúng vậy. Sợ quá chị ơi, về. Trời chị. Con sao chị? Kệ con đi. Lớn rồi, tự đấy đi. Hết hồn. Chị phát chu điện thoại được không chị? Không có, để đó, nó gọi nữa nè, alo. Trời ơi. Lộn số. Thôi số là không ghê bạn. Chắn thẳng. Quỷ. Ủa gì vậy? Để ngân hàng chị. Để ngân hàng đi shopping. Đi shopping đi, đi shopping đi chị ơi. Về đi shopping đi. Được đó. Và câu chuyện của ba bà mẹ đến đây là hết. Ba bà mẹ đã đi shopping và ba bà mẹ đó đã sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Mẹ này tiếng chuông điện thoại của tôi thiệt. Nhà trẻ mà trẻ mấy con gì mà quái vật hình thù gì ghê vậy chị? Rồi gì có sừng rồi le lưỡi lum la gì nè. Đúng 6 anh em siêu nhân chứ chị. Đó. Le lưỡi. Thánh bú cỏ siêu nhân đỏ. Huyết khóc rồng siêu nhân hồng. Tới chị, tới chị. Nửa đêm đi tè siêu nhân xanh lè. Trời ơi. Cuộc sống may mắn siêu nhân trắng. Trời ơi hay vậy ta. Ước làm tiểu tam siêu nhân cam. Nhìn nó lùn mà nó điếm. Siêu nhân tiếng. Ghê thiệt. Cái này cái gì vậy chị? Hình như là cái gì nó gọi là cái gì cam cam. À, đèn live stream. Đèn live stream hả chị? Ủa, đèn live stream hả? Hai, xin chào mọi người nha. Đây là ba và mẹ chúng tôi là đi vô đây để kiếm con. Lên đơn cho chị luôn. Comment là mã số kèm theo số địa chỉ nhà nha. Nè có. Gửi mẹ, chữ còn xấu quá. Gửi mẹ, con đang trốn trong một cái phòng, mà cái phòng đó là có con quái vật. Con phải chiến đấu lại con quái vật. Con quái vật đó. Con quái vật. Rồi, tại sao có cái con cò le nó lại nằm dưới đít con quái vật? Thì le nó phải nằm dưới đít. Ý là con le bị bắt mà. Đúng vậy. Đúng. Mà con chị thấy ngộ nghe. Sao chị? Sao viết tiếng Việt, viết tiếng Anh chị cho dịch cực vậy? Không, nó mới học tiếng Anh English for today. Con chị mấy tuổi? Con tôi 4 tuổi. Con chị kia mấy tuổi? 5 tuổi. Con tôi mới đẻ hôm qua. Trời. Mới đẻ? Vậy là con chị không trong đây đâu. Ủa vậy chị đi theo tụi tôi chứ? Tôi thấy hai bà đi vui quá tôi đi theo. Ấy chị về cho con chị bú đi. Kệ đi, nhỏ rồi. Mới đẻ hôm qua chắc giờ được mười mấy tiếng rồi, tự bú đi. Trời ơi. Thiệt mà, sáng mà tôi ngủ dậy tôi thấy nó đứng tự pha sữa. Sao được? Ủa? Chị dâu đúng không? Này chị dâu đúng không chị Mập? Chị dâu. Chị dâu. Trời ơi. Hết hồn. Trời ơi.
Là bay vậy thôi đó hả chị? Bay vậy thôi đó. Để hiện lại chim biết bay. Rồi. Chị hay lái phi công lắm đúng không? Đúng không? Chị hay lái phi công. Chị có đang nhận thức được nói gì không? Tôi hết bà nhức đầu quá. Ồ, hay thế nha. Vậy là bóng cái lúc đối diện, rồi cái cửa đối diện. Tôi thấy chim chị. Không, tôi thấy con chim hồi nãy á chị. À, hết hồn. Tôi cũng hết hồn. Ủa mấy chị, sao tôi cũng đi vô được mấy chị? Phòng nít mà chị, sao vô được đâu. Kìa, chú ơi, chị thấy không? Chị thấy cái chữ không? Hay vô đây đi chị, mà ăn chim ló nghe đây này. Vô mình bắt chim đi. Thôi sợ quá chị. Ủa, cái gì á? À, góc bị phạt. Nào hư là bị vô đó đó. À. Ôi ghê vậy. Nó không có ý thức luôn á. Ê tính ra nó thôi hãy quẹo qua đây luôn á chị. Ừ. Ấy ấy lát chị mấy chị Hồng Tiền lại đền với tôi nha. Ôi, ai làm nó chịu chị ơi. Ơi, tôi có lái đâu, giờ tôi có lái đâu. Nãy giờ có chị đụng. Không, cái này tôi không biết thiệt. Không biết đây là chị không biết điều. Sao chị bị mấy anh bắt rồi là hay nói câu đó lắm. Chị sợ mà chị. Không. Có cái gì? Ôi, phòng này tối quá chị ơi. Có cách nào để mở cái đèn lên không? Chị kéo chiếc máy bay qua cái... Ừ, nhưng mà chị có đèn mà chị. Hả? À, tính ra nó không sáng luôn. Ừ, nó bay không sáng luôn hai chị. Ủa, gì vậy? Ủa? Ủa chị? Ủa? Chị Ủa, tính cái... ra chị nhấn cái đó là chị mở đèn rồi đó chị. Con gà kìa. Ủa, chim kìa. Chim. Chim chị, à không, chim, chim chim chị á. Chim chị á, chị vô duyên quá. Chị kia, chị kia nè. Chị á. Có cái chữ gì vậy? Ây da, trời. Bà nội đó. Bà mẹ. Trời ơi, trời ơi, chị ơi. Mày kênh không? Chị ơi. Trứng chồng chị, à không. Trứng chim. Ừ, chứ của ấy hơi xanh. Phải 6 trái chị. 6 trái dữ vậy? Ăn mà đòi hỏi quá. Ừ. Ăn chẳng á chị, tại sợ bị... lệch. Không có, bị xui. Sáu chứ hộp dịch lộn đó chứ. Ăn phải chẳng. Cái này chưa có lên điện. À, phải... Không, cái này xài cơ chị, không sao đâu chị, cứ bấm thử đi. Xài cơ, cứ nhiều nút như vậy mà. Thấy không, đâu được đâu. Thằng chó, mày lừa bố mày. Chị nè. Tôi thấy chị về là vừa rồi đó. Chưa thấy chị giúp ích gì luôn á. Ừ. Ui, chị trứng. Má thấy trứng nó lẹ lắm. Má có liền trứng không? Ừ. Má hồi xưa nhỏ này lăn lòn không chị ơi. Chị nói gì á? Không có gì hết á. Chị nói quăng lăn lăn lòn 12 quận không mà. Trời ơi. Mấy quận chữ chị để đâu? Chị tính quận số vậy? Như trái rồi. Em móc lại kìa, móc lại được. 3 móc lại 3 móc ra xong bỏ vô lại là sao? Ừ, đúng rồi, kiếm vị chi cho cực. Kìa. Thấy không? Ừ ha. Hay quá ta. Hay thiệt. Đúng là vô mấy góc kẹt là chị hay thiệt. Chị hay vô góc khuất được ha chị? Không, vậy là chỉ có trong đó thôi. Cái trái vòng vòng đó còn 2 trái nữa chị. Thôi là 2 trái tôi. Chị ơi sao chị có được? Sao chị có? Rồi đủ. Thẻ, cái thẻ chị ơi. Trời lòi dịp. Ê lòi trong họng luôn đó. Dạ, vàng. Thẻ vàng. Chị phải đi ra chị nó quất cái đầu chị bây giờ. Đó. Búa. Detraction at one. Mà tính ra tôi đâu cần phải nãy tôi cúi xuống là tôi đi qua được mà chị. Đổi thẻ. Emergency top. Có cái nút vàng kia chưa bấm kìa. Ờ ha. Hình
Nãy tôi tưởng con đó nó quay lại để dòm tôi. Tưởng vậy đó. Nó có quay không chị? Để tôi biết. Không. Cái này là đồn sao chị ơi, có gì đâu sợ. Đồn không ạ? Có chắc nhạc chào mừng đó chị. Dạ. Chào mừng tới thế giới bên kia. Chị ơi, cái dấu vai qua đây em chị. Gì mà địch, ai địch vậy? Chị đúng không? Không có. Tôi nghe thúi nha. Không có mấy tôi. Tôi là một cái tấm đó. Màu gì? Màu gì là đỏ. Con ngoài cùng là đỏ nè. Đỏ nè. Đỏ nè. Có đầu trắng. Còn cái bên là một... lộn rồi. Ui, đỏ. Có đỏ không vậy? Đỏ lại đi, từ từ. Đỏ nè. Con này màu trắng nè. Ai vậy? Cam hay đỏ. Đỏ. Nó đỏ có một cam nhạt hơn. Ui, ừ. Hồn á. Rồi thôi xong rồi đó, xong rồi. Xong rồi chị, xong rồi, xong rồi. Có thể. Ghê như mẹ. Hát đó chị, hát theo đi. Tôi muốn chơi trong cái lỗ đó. Lỗ gì? Lỗ gì chứ? Gì vậy? Ủa? Chị ơi. Hả? Nó kìa. Sao chị kêu là mấy con... Đó, chị lỗ chim đó kìa, chim gai kìa. Tôi nghĩ là ê, tới lúc mình chạy á chị. À không. Ủa. Hey. Hello. Hi. Con bé thì thương ha. Ủa. Nó đâu có làm cái gì đâu mấy chị, làm quá. Ôi. Là sao má? Tôi tưởng nó dễ thương thiệt má ơi. Nó rờ. Tôi thấy hiện chữ rờ lên. Ê, giờ cái ghế này đi rồi mấy chị ơi. Rồi sao? Không được đi tới đây luôn. Không. Tôi biết rồi. Chị tính làm gì? Thôi nha. Tôi biết chị đang nghĩ gì nhưng đừng. Mẹ tao nhảy á. Mày lại tao nhảy thiệt đó. Ôi! Ba. Chạy quá. Rờ ti. Sao con này nó bậy bạ vậy? Tôi bị liệu thôi. Tôi lấy máy bay tôi đụng đó. Kênh không? Kênh không? Mày kênh? Cắn thử. Mày hết không? Vào. Không, tại chị dưỡng đó. Trời ơi. Này chị. Chị ơi. Chị ơi, dẫn cái nút kia cho nó gót xuống chị. Ủa? Emergency stop. Trời ơi. Chị ơi. Bố tôi chị ơi. Nãy giờ bà thiệt chắc đi hết rồi. Phết chị ơi. Ủa? Hay quá chị ơi. Được quá chị, đúng rồi, chị đánh lừa được nó rồi đó. Chị ơi, chị, con nhảy qua lại chị. Hay quá chị ơi. Ủa chị? Hay quá, cái này tôi không ngờ luôn nè. Trời, mình nhảy đâu nè chị ơi. Thôi luôn lần này coi à. Tụi chị cũng mệt. Ôi! Đứng gần quá chị. Mê chim hay gì? Ai biết? Nãy giờ không, không hù. Nhảy qua luôn chị ơi. Chị ơi. Rồi, nhảy luôn chị ơi. Đừng nhìn lại. Chết rồi. Không, xa lắm chị. Đúng rồi chị ơi. Rồi, nhấn nút. Mày nói gì đây? Alo, nhóc. Giỡn ba chị em tôi. Xin lỗi nha, đời ba. Cá mồi ba tụi gái. Mãi vô. Ba tụi này ba tụi gái chưa sợ con chim rồi hả? Vậy vậy bàn nữa, có cái gì thì... Ok. Vậy thôi hả? Câu đố khó dữ. À... Chưa lên. Mình vội quá chị. Trời ơi. Sao cái này nó quặt quẹo dữ vậy mấy chị? Nhìn cảnh thì tôi nhớ tới cái... Trời chơi gì thì bắn súng gì. Chứ cái thang máy quá chị. Thôi chị đi thang máy xuống là nhẹ nhàng rồi đó mấy chị. Thang máy xuống đón con là vừa. Con nổi đây chị. Quỷ.
sẵn rồi mi mẹ ơi. Bây giờ đứng đón con thôi. Trời cái trường này đặt là tổ chức vô. Ôi ơi. Cảm ơn mấy chị đã theo dõi clip này. Nếu mà các chị thích video này thì các chị đừng quên để lại một like và một subscribe cho ba chị em của tôi nhé. Và bây giờ thì mình chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.